trời cũng tối rồi, thôi để con về gì năm có dịp con ghé thăm gì năm tiếp. Ừ, thôi bay đi đi cho nó kịp giờ. Dạ con về. Cái xe sao vậy bay? Dạ con không biết nữa, hình như xe con nó bị cái gì á, nó đạp hoài mà không nổ. Ủa gần đây có chỗ nào sửa xe không gì năm? Gần đây hả? À, tao nhớ rồi. Tao có quen thằng Còi, con bà Bảy. Thằng đó nó sửa xe được lắm. Ở đây đi rồi tao vô tao gọi điện cho nó sửa xe cho mày. Dạ. Đợi nha. Dạ dạ. Sáng ngày mai người ta mới sửa xe cho mày được. Mà mày đã thử kỹ chưa? Dạ con gán lắm rồi mà nó không có nổ máy gì nữa ngươi. Thôi thôi, mày để xe ở đây rồi vô nhà nghỉ ngơi đi. Rồi sáng mai người ta sửa xong rồi đi sớm. Dạ. Dạ con nghe có tiếng gì trong đó vậy Nam? Trời ơi cái đó phòng tao, có cái gì đâu mà mày coi. Chắc mày nghe nhầm đó. Thôi đi, đi vô bếp phụ tao nấu cơm. Trời đất ơi con gái con đứa gì mà không có biết phụ gì gì hết trơn à. Thank you.
dậy rồi à? Tao đang tính mừng công chuyện xong rồi kêu bay ra ăn sáng đây nè. Dạ. Ủa mày Năm không biết như sao mà sao gáy con nó đau quá. Kiểu như là bị đụng cái gì á. Hôm qua tao thấy bay bị Mộng Du đi vòng vòng trong nhà đó. Chắc là bay phải đụng cái gì rồi. Dạ. Năm ơi Năm, Năm có nhà không Năm? Con ghé qua sửa xe nè Năm ơi. Chắc thằng Còi con bà Bảy mà hôm qua tao nói với bay là hả sửa xe cho bay đó. Dạ. Thôi để tao ra tao mở cửa cho nó. Bay ra bay coi xe sao. Dạ dạ. Xe nào bị hư vậy Năm? Cái xe trong nhà đó, mày vô mày coi giùm gì. Dạ, để con coi. Cái con Ân với lại thằng Còi, hai đứa ở đây coi xe nghe. Tao xuống nhà dưới làm công chuyện tiếp. Dạ dạ, dạ. Ở đây để con coi cho gì nè. Ủa xe bị sao vậy cô? Tôi cũng không biết nữa, hôm qua tôi qua đây thì nó vẫn bình thường à. Mà từ chiều tới giờ tôi nó không đổ máy được. Ồ, vậy hả? Thôi để tôi kiểm tra hết luôn cho. Ủa cô là bà con của dì Năm à? Tôi là cháu của dì Năm. Hôm qua cô ở đây cô có thấy gì lạ không? Cái gì lạ? Mà ý anh là sao? Ý tôi là mấy chuyện ma quỷ á. Ma hả? Thì nhà này người ta đồn nhà này có ma. Cả hai cha con cùng chết, nhưng đứa con lại không tìm thấy xác. Nên mà người ta hay đồn rằng á là đứa con hay về thăm dì Năm. Ủa mà xe của tôi sao rồi? Xe của cô. Ủa, cục buggy tôi mới để đây đâu rồi? Hả, buggy là cái gì? Xe sao rồi bay? Dạ, xe bị hư bộ phận khởi động với Năm. Mà thôi giờ con không có hàng thay thế, con phải lên huyện con mua mới được. Có gì ngày mai con xuống sửa nha Năm. Ngày mai hả? Không có được đâu. Tôi không thể chờ tới ngày mai được. Bay không có làm được cho nó hôm nay xong à? Dạ tại em giờ không có hàng thay thế cũng vậy à Năm. Mà bây giờ con mua quay lại thì đã khuya rồi. Bây giờ con đi cho kịp nha Năm. Thôi Năm con đi. Ê! Ê! Con đồ này bay! Cái thằng thiệt á. Ai làm gì nó mà nó chạy như ma đuổi vậy đó. Thôi con này đi vô phụ ta làm bếp nè. À dạ dạ. À mà dì Năm vô trước đi dì Năm. Để con gọi điện cho ba má con tí xíu. Ba má con dặn ngày nào giờ này cũng phải điện cho ba má hết đó. Rồi mày gửi lời hỏi thăm của dì cho ba má mày luôn nha. Dạ dạ. Rồi xong rồi vô đây phụ tao. Dạ. Thank you.
Đi lên đi, để tao tự lo được rồi. Dạ. Mày đi đâu giờ này mới về hả mày? Hả? Mày đi đâu? Cả tuần mày lấy tiền của tao mày đi đâu hả mày? Hả? Ai hốt đời em đi. Ai. 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 Ai.